chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số những nội dung đáng chú ý sau. Nghệ An, người dân ồ ạt trồng rau, cảnh báo nguy cơ dư thừa rau củ trong vụ đông. Đắk Lắk linh hoạt các phương án đối phó với dịch Covid-19. Quảng Ngãi đề phòng dịch sốt xuất huyết bùng phát. Quảng Bình hưởng ứng phong trào biến rác thải nhựa thành chậu hoa. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành các quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát lòng sông Hồng. Theo đó, cho phép 3 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật liệu Hồng Giang, địa chỉ ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Công ty Cổ phần HDQ City ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phúc An ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, được khai thác cát tại 3 mỏ cát thuộc các xã Tân Hưng, Quảng Châu, Hoàng Hanh ở thành phố Hưng Yên với tổng diện tích trên 35 ha. Công suất khai thác 3 mỏ gần 200.000 m khối một năm, thời gian khai thác trong 2 năm kể từ ngày được bàn giao mốc giới. Việc cấp phép khai thác cát nhằm góp phần đưa hoạt động khai thác tài nguyên cát trên sông đi vào nền nếp, ngăn chặn khai thác cát trái phép được thực hiện có hiệu quả hơn. Cùng với 3 mỏ cát mới được cấp phép nói trên, toàn tỉnh hiện có tổng 5 mỏ cát được cấp phép khai thác cát. Trong đó, một mỏ ở xã Mai Động, huyện Kim Động và một mỏ tại xã Đông Ninh, huyện Khoai Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan triển khai lập hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để đầu tư nâng cấp mở rộng đèo Prenn và báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11. Theo đó, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7,4 km, sẽ mở rộng từ 8m lên 14m với 4 làn xe ô tô, kết hợp bố trí các vị trí đỗ xe với tổng mức đầu tư sơ bộ và cơ cấu nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng, được trích trong vốn đầu tư ngân sách tỉnh và thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2024. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường đèo Prenn là hết sức cấp thiết để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường an toàn giao thông trên tuyến, tạo thành trục giao thông đối ngoại quan trọng kết nối liên vùng giữa cảng hàng không Liên Khương với các tuyến đường nội đô thuộc trung tâm thành phố Đà Lạt. Tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài toàn tuyến là 110 km, tăng 9 km so với đề xuất trước đó, đi qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, mở rộng đến Bắc Giang, Vĩnh Phúc, được kỳ vọng giảm áp lực cho vành đai 3, điều hòa hệ thống giao thông trung tâm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng lõi thủ đô. Tuy nhiên, sau 10 năm chờ đợi, đến nay người dân vẫn hàng ngày chịu cảnh ùn tắc và ô nhiễm không khí. Nằm ở cửa ngõ của thủ đô, tuyến vành đai 3 có vai trò quan trọng kết nối phương tiện ở các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, phía Nam về trung tâm thành phố và góp phần giảm thiểu lượng xe cho nội đô. Với lưu lượng phương tiện trên tuyến lên tới hơn 5.000 xe một giờ, gấp 2,5 lần lưu lượng tiêu chuẩn. Chỉ cần gặp các sự cố về giao thông, tuyến đường này lập tức xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí khu vực trung tâm nội đô. Những vấn đề này đang đặt ra thực tế, cấp thiết cần có một vành đai mới để đẩy các phương tiện cỡ lớn ra khỏi khu vực đông dân cư, san tải cho vành đai hiện tại. Cái tuyến vành đai 3 là tuyến trục trung tâm mà đi các tuyến Hưng Yên và các đi cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long, nên tập trung các tuyến là đi chủ yếu về tuyến cầu Thanh Trì, nên là các xe ngoại tỉnh thì cũng rất là đông. Do quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh thành phố Hà Nội, cho nên hiện nay tuyến vành đai 3 trên cao đã gần như biến thành cái tuyến đường phục vụ chính cho giao thông nội đô, chứ không phải là phục vụ cho giao thông liên tỉnh xuyên qua thành phố nữa. Và với mức độ ô tô tăng rất là cao trong những năm vừa qua thì tuyến này đã gần như là mãn tải. Khi mà tuyến vành đai 4 được xây dựng thì nó sẽ phần nào giảm tải cho tuyến vành đai 3. Trước thực trạng trên, Hà Nội lên kế hoạch thúc đẩy triển khai xây dựng tuyến vành đai 4 với tổng vốn đầu tư 135.000 tỷ lấy từ nguồn vốn đầu tư công và đối tác công tư PPP. Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ 10 năm trước.
Theo dự kiến, cuối năm 2021, dự án này mới có thể phê duyệt được báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Nếu thuận lợi thì đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, công trình mới có thể được khởi công. Để dự án sớm được triển khai, chính phủ cần sớm có tờ trình đến Quốc hội xem xét, nghị quyết thông qua báo cáo. Bên cạnh đó, cần có nguồn vốn lớn đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng. Có như vậy, chuỗi đô thị trong khu vực giữa vành đai 3 và vành đai 4, giao thông kết nối liên vùng mới có thể khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Sau các đợt mưa lũ, nhiều vùng chuyên canh cây rau màu bị hỏng khiến giá rau xanh trong thời gian gần đây tăng cao. Tâm lý chung của nông dân là tập trung tái gieo trồng rau màu để chấp thời cơ giá rau tăng mạnh. Cùng với đó, chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời điểm gieo cấy lúa xuân. Điều này cũng có nghĩa là không còn thời gian để trồng lại ngô trên đất hai lúa. Phần lớn các địa phương đều đưa rau màu vào trồng thay thế. Diện tích rau xanh tăng mạnh sẽ có nguy cơ bị dư thừa. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An gieo trồng được 73% diện tích cây vụ đông. Số diện tích cây vụ đông chưa gieo trồng chủ yếu là ngô trên đất hai lúa và rau. Theo đó, toàn tỉnh có khoảng gần 1.500 ha có kế hoạch trồng ngô trên đất hai lúa, chuyển sang trồng rau vì cây ngô đã hết thời vụ. Năm nay do ảnh hưởng của mưa bão nên thời điểm gieo trồng rau trên đất hai lúa trùng với thời gian gieo trồng rau các loại vùng chuyên canh của tỉnh. Điều đó cũng có nghĩa là nguy cơ dư thừa rau củ vụ đông sẽ xảy ra nếu các địa phương không sớm đưa ra các giải pháp về đầu ra cho nông sản ngay từ đầu vụ. Cái tình trạng được mua thì mất giá, thì cái này thực tế mà nói trong ngành nông nghiệp thì nó cũng xảy ra là tương đối thường xuyên. Để khắc phục tình trạng này thì thị xã cũng đã quan tâm chỉ đạo là xây dựng các cái vùng rau thì các cái mô hình an toàn là Việt Gáp, trên cơ sở đó mở rộng các cái thị trường tiêu thụ. Sản xuất nông nghiệp vẫn đang phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, nhất là các loại rau màu. Vì thế, cùng với những nỗ lực của các địa phương trong việc khép kín diện tích vụ đông, thì các sở ngành liên quan cần có thêm các giải pháp đa dạng cây trồng trong vụ đông, tìm kiếm thị trường, kết nối, tạo đầu ra cho nông sản, hạn chế các rủi ro về vấn đề được mùa mất giá trong vụ sản xuất, được xem là mang lại giá trị cao này. Nằm trong khuôn khổ Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc năm 2021, vừa qua Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và người đào tạo là người của doanh nghiệp. Đa số các đại biểu cho rằng xu hướng nguồn nhân lực, kỹ năng của người lao động hiện nay đang đòi hỏi ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh quốc tế hội nhập ngày càng sâu rộng. Mỗi quốc gia có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là xu thế tất yếu, cần phải được ưu tiên trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, để giáo dục nghề nghiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động. Theo các đại biểu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp trong mọi khâu của quá trình đào tạo và người đào tạo trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng để dẫn dắt những kết nối đó. Vì vậy, bên cạnh giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hình thành và phát triển đội ngũ người đào tạo là người của doanh nghiệp để tham gia mạnh mẽ hơn, sâu hơn vào giáo dục nghề nghiệp là một giải pháp trọng tâm. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 đã điều động 60 nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ điều dưỡng, chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc và điều trị các trường hợp F0 tại địa phương. 60 nhân viên y tế được chia thành 20 tổ quân y, phụ trách tại các quận Gò Vấp 10 tổ, Bình Tân 4 tổ và Tân Phú 6 tổ. Đây là lực lượng thay thế các đơn vị quân y phía Bắc rút quân để tiếp tục hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần thứ 5 Bệnh viện Quân y 175 tăng cường hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh với hơn 600 nhân viên y tế tham gia trên các mặt trận chống dịch cùng địa phương. Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết lực lượng chi viện của bệnh viện luôn tham gia với tinh thần và quyết tâm cao nhất, mong muốn được góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19, không để dịch COVID-19 trở lại diễn biến phức tạp, giữ vững thành quả tốt đẹp trong thời gian qua. Trước diễn biến tình hình các ca mắc COVID-19 cộng đồng liên tục tăng cao, nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ để ổn định tình hình dịch bệnh. Theo báo cáo của Ban Phòng chống dịch của tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn có 20 xã vùng đỏ về COVID.
Để phát hiện và bóc tách các ca nhiễm, địa phương này đã áp dụng cả test nhanh và PCR. Riêng với phương pháp PCR, mỗi ngày có khoảng 5.000 mẫu được xét nghiệm. Những cái vùng đỏ, vùng cam là phải tập trung xét nghiệm bằng cái PCR để bóc tách hết tất cả các F0 và thực hiện cách ly F1 tại nhà. Còn đối với những vùng vàng, vùng xanh thì vẫn tiến hành xét nghiệm bằng cái test nhanh và trên cơ sở đó thì sẽ tiến hành khoanh vùng, bảo vệ triệt để các vùng xanh. Đến nay, Đắk Lắk đã thiết lập được 6 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô hơn 3.000 giường theo mô hình tháp 3 tầng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngoài việc chuẩn bị các phương án chăm sóc, điều trị bệnh nhân, địa phương đang củng cố, bổ sung thêm cơ sở vật chất, điều kiện về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điều trị phân tầng, đáp ứng được nhu cầu, phòng khi số ca mắc tiếp tục gia tăng. Thực tế cho thấy việc trường học chưa mở cửa khiến không ít công nhân, người lao động gặp khó khăn. Bởi với nhiều trường hợp con nhỏ, họ phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Do đó, sớm có kế hoạch mở lại các trường học gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh chính là giải pháp để giúp người lao động yên tâm quay lại làm việc, phục hồi sản xuất. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây. Gia đình chị Hồng là lao động tự do. Do dịch COVID-19, chị đã mất việc suốt một thời gian dài. Đến nay khi Hà Nội đang thích ứng với trạng thái bình thường mới, thì anh chị lại đang loay hoay vì con nhỏ không biết gửi đâu. Trường mầm non hiện chưa được mở cửa, các cơ sở công lập cũng đóng cửa. Một trong hai người đành phải ở nhà để trông con. Rất mong các trường mầm non sớm được quay trở lại đi học ạ. Vì là cũng trong cái giai đoạn khó khăn này thì em hai mẹ con ở nhà vì có cả chồng ấy thì cũng không có sự hỗ trợ của ông bà. Và bây giờ có muốn gửi con để đi làm thì cũng không có chỗ để gửi ạ. Làm sao cho người lao động quay trở lại để giải quyết câu chuyện phục hồi sản xuất và đảm bảo quyền lợi cho công nhân cũng như gia đình họ là vấn đề được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt ra. Theo Phó Thủ tướng, để người lao động yên tâm quay lại làm việc, ngoài những gói hỗ trợ riêng thì việc mở cửa lại các trường học là rất cần thiết. Cái bất di bất dịch chúng ta phải kiểm soát dịch cho tốt. Tại vì người ta tâm lý sợ nhất là bây giờ quay lại làm, sau đó dịch không tốt bùng phát, lại quay lại phong tỏa như cũ. Và qua vừa rồi người ta đã chứng kiến ốm đau, mất mát và rất khổ. Thì cái này chúng ta, như hôm qua tôi nói, chúng ta phải có một kế hoạch rất cụ thể, chi tiết trong một tháng tới đây để chúng ta kiểm soát được dịch tốt. Thứ hai, người ta rất cần, chúng tôi đã nói nhiều lần, đấy là phải mở lại trường học, nhất là mẫu giáo và tiểu học. Vì đa phần công nhân ở đây có con nhỏ là học mẫu giáo và tiểu học. Không phải chỉ vấn đề giáo dục mà chính là giải quyết cho lao động. Trong thời điểm cả nước đang dần khôi phục sản xuất, việc giữ chân lao động ở lại làm việc là quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp nhằm tránh đứt gãy chuỗi sản xuất. An cư thì mới lập nghiệp. Mong rằng các cơ quan chức năng cũng như các địa phương sẽ sớm có những giải pháp trong vấn đề này để người lao động có thể yên tâm làm việc. Cũng liên quan tới y tế nhưng tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu tháng 11, số ca sốt xuất huyết nhập viện liên tục tăng. Nhiều người mắc bệnh nhưng vì dịch COVID-19 đang phức tạp nên ngại đến cơ sở y tế điều trị. Đã có trường hợp bị giảm tiểu cầu mới chuyển bệnh viện cấp cứu. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, so với cùng kỳ năm 2020, số lượng ca sốt xuất huyết không nhiều, khoảng 900 ca. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần trở lại đây, số ca bệnh này tăng đột biến, nhất là tại huyện Trà Bồng, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi. Sở Y tế đã chỉ đạo các hệ thống y tế trong ngành thực hiện tốt công tác truyền thông cho người dân biết được những cái biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời thực hiện cái việc chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng giám sát chặt chẽ các cái yếu tố nguy cơ và đánh giá để giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm cái ổ dịch để mà từ đó xử lý ổ dịch tốt nhất. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có những triệu chứng liên quan đến bệnh sốt xuất huyết phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, tránh tình trạng để bệnh quá nặng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ kiện dự án mũi đèn đỏ tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, mới đây Tòa án Nhân dân quận 7 tiếp tục hoãn phiên tòa sơ thẩm. Lý do trì hoãn phiên tòa được Tòa án Nhân dân quận 7 thông báo, ba đại diện ủy quyền cho chủ đầu tư dự án mũi đèn đỏ, công ty Sài Gòn Peninsula là bà Vũ Thị Nhung, ông Lê Quang Hoàng, Vũ Duy Tân có tiếp xúc F0 nên đề nghị xin hoãn phiên tòa. Vụ kiện do nguyên đơn là 29 hộ dân và bị đơn là công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Tranh chấp xảy ra từ năm 2008 do 29 hộ dân
vẫn chưa được công ty Sài Gòn Peninsula thanh toán tiền chuyển nhượng đất như đã cam kết. Vì vậy, họ vẫn đang giữ đất và canh tác trên những phần đất đó. Từ đó, các nguyên đơn khởi kiện yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula thanh toán số tiền theo từng hợp đồng chuyển nhượng trước đó. Tổng số tiền mà các nguyên đơn đề nghị công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula thanh toán là hơn 2.100 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc và lãi suất do chậm thanh toán. Sau khi bị trì hoãn, hội đồng xét xử thông báo thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 23 tháng 11 sắp tới. Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Phương Hằng có tổ chức livestream trực tuyến tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để khách mời xúc phạm báo chí. Mới đây, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương yêu cầu vào cuộc xử lý. Nói chung là bây giờ ấy, báo chí của Cộng sản lại chung với lại phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Đây là phát ngôn của một vị khách mời trong chương trình livestream tại khu du lịch Đại Nam ngày 14 tháng 11 vừa qua, phát trực tuyến trên nhiều nền tảng xã hội như Facebook, YouTube. Theo nhà báo Phùng Huy Thịnh, nguyên trưởng ban báo Hà Nội mới cuối tuần cho rằng, phát ngôn trên đã xúc phạm nghiêm trọng đến đội ngũ những người làm báo nước nhà, không phù hợp và mang tính quy chụp. Với tư cách một người làm báo và truyền thống từ hơn 40 năm nay, thì tôi có thể nói đây là một sự xúc phạm. Và bất cứ kẻ nào mà nói năng hàm hồ, không có cơ sở, kết luận một cách gọi là ngay lập tức, không đúng bản chất sự việc như thế, thì xúc phạm rất nhiều người, trong đó có những người làm báo lâu đời như chúng tôi. Hiến pháp 2013 nêu rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp. Tuy nhiên, công dân không có quyền lợi dụng tự do ngôn luận để vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Nếu cá nhân, tổ chức lợi dụng quyền tự do để bịa đặt, vu khống, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với cái việc cá nhân sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân, thì cái hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự. Với cái hành vi vi phạm như vậy thì cái người vi phạm có thể bị đối diện với mức phạt tù đến 2 năm tù theo quy định tại khoản 2 điều 155 Bộ luật hình sự 2015. Nhận thấy phát ngôn của vị khách mời trong chương trình livestream tại khu du lịch Đại Nam ngày 14 tháng 11 có dấu hiệu xúc phạm nền báo chí cách mạng Việt Nam, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc trên và báo cáo trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Để hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã thu gom tận dụng các loại rác thải nhựa đã qua sử dụng, tái chế thành những chậu hoa, chậu cây cảnh để trang trí hàng rào, nơi công cộng và trên những tuyến đường liên thôn, liên xã. Việc làm này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo nên những con đường rực rỡ sắc hoa. Những rác thải nhựa đã qua sử dụng, sau khi được thu gom về qua đôi bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị em trong Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã hình thành nên những chậu hoa, chậu cây cảnh vô cùng bắt mắt. Sau khi hoàn thành, những sản phẩm này sẽ được trang trí tại hàng rào, nơi công cộng và các tuyến đường, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Tận dụng tất cả những cái nguồn rác thải từ cả cái chai bao nhựa, chị em là từ thu gom hàng ngày liên kết với những cái chi đồng nát để là lưu lượng về để sử dụng làm những cái chậu hoa. Và hoa thì kêu gọi tất cả chị em ở trong số là tận dụng kiếm là hoa ở nhà đem đến cùng nhau để trồng lên được những cái hàng rào, và cũng cố gắng để thiết kế những cái cấu trúc là cả cái tầng hoa ở trên cái hàng rào để tạo những cái hàng rào xanh, hàng rào đẹp. Để hoạt động này ngày càng lan rộng trong cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào sạch từ nhà ra ngõ đến với các chi hội, nhắc nhở bà con tham gia dọn vệ sinh những khu vực công cộng, không xả rác bừa bãi, hạn chế rác thải nhựa và chất thải rắn, đồng thời lựa chọn sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Thì nhằm thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng gia đình 503 sạch bằng nhiều cái hình thức phong phú, thiết thực, được chị em nhiệt tình hưởng ứng và tạo động lực để giúp chị em gắn bó hơn với phong trào hội. Mô hình này không chỉ giúp địa phương giảm rác thải nhựa mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phong trào chống rác thải nhựa, khuyến khích hoạt động tái chế rác thải nhựa trong đời sống, tạo mỹ quan cho khu dân cư.
Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh đẹp vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.